Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tờ Epoch Times ngày hôm nay cho biết, theo thống kê chính thức của Trung Quốc, lũ lụt chắc chắn xảy ra ở đại lục vào mỗi mùa hè cho đến nay đã giết chết tổng cộng 68 người và 29 người mất tích, 47 người đã bị thiệt mạng ở tỉnh Hồ Nam, 22 người mất tích và ít nhất 21 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông. Mưa lớn đã khiến mực nước sông Dương Tử và Gia Lăng dâng cao và chính quyền thành phố Trùng Khánh đặc biệt lo lắng. Tỉnh Vân Nam cũng đang hứng chịu những trận mưa lớn và các quan chức tỉnh này hôm nay cho biết họ lo ngại nếu tình trạng này tiếp diễn có thể dẫn đến lũ quét, lở đất, sạt lở đất và các thảm họa khác. Các quan chức địa phương ở tỉnh Vân Nam đã cảnh giác cao độ cả ngày lẫn đêm. Mực nước sông Tương Dương, con sông lớn nhất ở tỉnh Hồ Nam hôm nay vẫn cao hơn mức cảnh báo 2m, đạt mức 37,5m. Các quan chức lũ lụt địa phương cho biết lũ lụt gây ra bởi những trận mưa xối xả đã cướp đi sinh mạng của 47 người và 22 người vẫn được liệt kê là mất tích. Ngoài ra, tờ China Daily đưa tin, tại tỉnh Quảng Đông, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch SARS, ít nhất 21 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 7 người vẫn mất tích. Nhiều người ở tỉnh Quảng Đông mất nhà cửa với thiệt hại trực tiếp về kinh tế, ước tính lên đến hơn 620 triệu nhân dân tệ. Chỉ riêng tại thành phố Meju, không dưới 46.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét, trong đó 18.000 người phải di dời. Thưa quý vị, cơn mưa lớn bất ngờ ở phía Tây Bắc Kinh, Trung Quốc hôm vừa qua làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Ngày hôm qua, chính quyền địa phương cho biết cuối tuần vừa qua một trận mưa bất ngờ đổ bộ vào Bắc Kinh đã khiến 2 người thiệt mạng, đánh dấu con số tử vong khác do mưa lớn gây ra kể từ trận lũ lụt hồi tháng trước tàn phá thủ đô làm 79 người chết. Theo thông tin từ chính quyền quận Hải Điến của Bắc Kinh, 2 người bị mắc kẹt trong một chiếc ô tô lội qua vùng nước sâu dưới một cây cầu đã chết trong bệnh viện. Khoảng 21 giờ trước đó một ngày, quận Hải Điến đã hứng chịu một trận mưa lớn. Chiếc xe bị mắc kẹt dưới cầu đường sắt Hanhe Railway nơi bị ngập sâu. Họ đã được đưa đến bệnh viện sau khi được giải cứu nhưng không qua khỏi. Nước dưới cầu đã rút hết vào sáng sớm hồi Chủ nhật và giao thông đã trở lại bình thường, theo tờ Nhật báo Tuổi Trẻ Bắc Kinh cho biết. Đây là lần thứ 2 Bắc Kinh có người chết vì mưa bão kể từ 10 năm trước. Tổng số người chết khi đó lên đến 79 người và đây là trận mưa lớn nhất trong 6 thập kỷ. Theo Tân Hoa Xã, lượng mưa trung bình đạt 170mm, trong khi một thị trấn ở quận ngoại ô Phòng Sơn ghi nhận lượng mưa tới 460mm. Năm nay, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cũng chứng kiến lượng mưa lớn nhất trong vòng 61 năm. Những trận mưa xối xả và lũ lụt đã giết chết 302 người và gây thiệt hại lớn. Đêm qua, trạm quan sát khí tượng ở Hải Điến đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Lượng mưa tích lũy của trạm thủy văn Beichanghe ở quận Hải Điến vượt quá 80mm/giờ. Trạm quan sát cảnh báo về các thảm họa thứ cấp như lũ lụt trên sông, lốc xoáy ở vùng núi và thảm họa địa chất. Đài quan sát khí tượng thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào đêm qua, cảnh báo lượng mưa tích lũy ở một số khu vực thành thị bao gồm Trường Bình, Thuận Nghĩa, Thông Châu, Phòng Sơn và Môn Đầu Câu sẽ đạt 50-70mm/giờ. Thưa quý vị, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc ban hành ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 chuẩn bị đối phó lũ lụt sau hơn 50 năm qua. Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, các nhà chức trách phòng chống lũ lụt Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến tỉnh Hắc Long Giang, nơi bắt đầu ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 2 khi một số con sông vượt quá mức cảnh báo. Văn phòng phòng chống lũ lụt của tỉnh cho biết, dòng chính của sông Hắc Long Giang từ Hắc Hà đến Phủ Viễn đã vượt quá mực nước cảnh báo từ 0,66 đến 3,22m vào lúc 20 giờ ngày hôm qua. Đoạn sông từ huyện Gia Ấm đến huyện La Bắc sẽ đạt đỉnh lũ từ 3 ngày tới, cao hơn mức báo động từ 1,55m đến 3m, theo dự báo mưa lũ của các cơ quan thủy lợi trung ương và địa phương. Một đỉnh lũ khác sẽ xuất hiện tại đoạn sông từ huyện Đồng Giang đến Phủ Viễn trong 5 ngày tới, vượt mức cảnh báo từ 1,9 đến 2,63m. Dự báo cho biết, lũ lụt lần này sẽ có cường độ lớn xảy ra một lần trong vòng hơn 50 năm qua. Tỉnh Hắc Long Giang đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 vào lúc 9 giờ ngày hôm qua và yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và chuẩn bị ứng phó lũ lụt toàn diện đầy đủ.
Các nhà chức trách phòng chống lũ lụt quốc gia của Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến tỉnh Hắc Long Giang 2 ngày trước. Các quan chức đã lưu ý tại một cuộc họp cùng ngày rằng tình hình lũ lụt ở Đông Bắc Trung Quốc vẫn còn nghiêm trọng trong tháng 8. Bắt đầu từ giữa tháng, một đợt mưa dữ dội đã đổ bộ vào Đông Bắc Trung Quốc, trong đó các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiệt hại lũ lụt tăng chóng mặt, Trung Quốc điều tra toàn diện. Kính thưa quý vị, thiệt hại lũ lụt ở tỉnh Hà Nam tăng chóng mặt trong những ngày qua khiến Trung Quốc phải mở cuộc điều tra toàn diện. Ngày hôm nay, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thành lập nhóm đặc trách để điều tra đợt mưa bão lũ lụt kỷ lục khiến 432 người thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhóm sẽ thực hiện một cuộc điều tra toàn diện khoa học và trung thực về ứng phó thiên tai để đúc kết kinh nghiệm cho tương lai và trừng phạt bất kỳ trường hợp nào lơ là nhiệm vụ. Các chuyên gia nói rằng một cuộc điều tra đáng tin cậy là rất quan trọng để trả lời cho câu hỏi của người dân và xây dựng lại uy tín của chính quyền địa phương. Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông tin của chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết trong cuộc họp báo rằng số người chết đã tăng vọt lên 432 người cùng với 70 người mất tích kể từ khi mưa như chút và lũ lụt xảy ra ở tỉnh vào giữa tháng này. Thủ phủ Trịnh Châu chịu thương vong cao nhất với 392 người, 47 người mất tích, trong số đó 289 người chết do lũ lụt và các mảnh vỡ, 60 người chết do nhà sập và 43 người do ngập lụt dưới lòng đất. Trong số các trường hợp tử vong, vụ ngập lụt ở một đoàn tàu điện ngầm khiến 24 người thiệt mạng và vụ ngập lụt ở đường hầm Bắc Kinh – Quảng Châu khiến 10 người thiệt mạng nhận được nhiều sự chú ý nhất. Sau thảm họa, một số người đặt câu hỏi liệu dự báo thời tiết, dự báo mưa bão có được chú ý đầy đủ hay không và liệu ứng phó thiên tai có thể được xử lý tốt hơn để có thể tránh được một số trường hợp tử vong hay không. Chủ tịch tỉnh Hà Nam ông Wang Kai cho biết tại cuộc họp báo rằng lũ lụt là một thử thách lớn và cho thấy sự thiếu sót trong quản lý, đồng thời cam kết sẽ rút ra bài học từ thảm họa và tăng cường kiểm soát lũ lụt và quản lý đô thị. Thảm họa mưa bão, lũ lụt ở Hà Nam được cho là một trong những sự cố chết người nhiều nhất do thiên tai gây ra trong những năm gần đây, sau khi tàu du lịch Eastern Star bị lật chìm ở sông Dương Tử khiến 396 người chết và 46 người mất tích. Các báo cáo điều tra dự kiến sẽ bao gồm toàn bộ quá trình ứng phó với thảm họa như cảnh báo trước, lập kế hoạch khẩn cấp và các biện pháp ứng phó, cũng như đề cập đến các trường hợp tử vong trong không gian ngầm, vấn đề được công chúng quan tâm nhất. Vừa qua, nước đã ngập tuyến đường số 6 của tàu điện ngầm Trịnh Châu, một trong những tuyến tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thành phố, buộc tàu phải dừng giữa ga đường Saku và ga Shitase. Hơn 650 hành khách trên tàu bị mắc kẹt trong vùng nước ngập gần đến đầu trong gần 5 giờ đồng hồ, 24 người chết sau khi mưa xối xả làm ngập tàu điện ngầm. Thảm họa bất ngờ nhắc nhở rằng không nên đánh giá thấp những thảm họa thiên tai mà chúng ta hiếm khi trải qua và cũng không nên đánh giá thấp các cuộc diễn tập liên quan cũng như phản ứng nhanh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Giáo sư Họ Giang từ Đại học Bắc Kinh nói với Hoàn Cầu Thời báo. Ma Jun, giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh, nói rằng lũ lụt ở Hà Nam đã bộc lộ những sơ hở trong quản lý hành chính, xây dựng cũng như kiểm soát lũ lụt. Suy ngẫm cho tương lai. Các thành phố khác ngoài Trịnh Châu cũng bị thương vong trong bối cảnh đô thị ngập úng. Thành phố Tân Hương ở phía bắc Trịnh Châu trên bờ bên kia sông Hoàng Hà, nơi một số ngôi làng vẫn còn bị ngập lụt, đã ghi nhận 27 người chết và 13 người mất tích, 12 người chết ở thành phố Pingdingshan và 4 người chết ở thành phố Lohe. Khoảng 16,5 triệu người tại 155 quận ở Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, trong đó 1,57 triệu người phải sơ tán, khoảng 98.000 ngôi nhà bị sập và 1,49 triệu hecta đất canh tác bị ảnh hưởng, trong đó 283 hecta bị tàn phá hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ các trận mưa như chút nước, lũ lụt và ngập lụt lên tới 117,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 19,7 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng Hà Nam, nơi thường xuyên bị hạn hán trong quá khứ, không có nhiều kinh nghiệm đối phó với lũ lụt bất ngờ và những trận mưa như chút nước như một số thành phố miền Nam Trung Quốc, nhưng những nghi ngờ của cư dân mạng đã khiến chính phủ phải đưa ra câu trả lời. Các cảnh báo đã được chuyển đến người dân đầy đủ chưa? Hệ thống giao thông có bị đình chỉ kịp thời không? Các kế hoạch khẩn cấp cho hệ thống ngầm có được thiết kế tốt không? Thành phố bờ biển với vốn đầu tư khổng lồ có phát huy tối đa công suất không? Chính quyền Trịnh Châu có thể đưa ra câu trả lời. Ông Gao nói, nhấn mạnh rằng những phản ánh này rất cần thiết cho những cải tiến trong tương lai. Cuộc điều tra về sự cố chưa từng có do mưa bão lũ lụt gây ra phải thực tế, có hệ thống và toàn diện, đồng thời trả lời chi tiết các câu hỏi chính mà công chúng đưa ra. Wang Hongwei, giáo sư trưởng chính sách và hành chính công Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu Thời báo.
sốc não với những cảnh lũ lụt kỷ lục ở Trung Quốc. Thưa quý vị, trong trận lũ lụt Trung Quốc ở Hà Nam đã xuất hiện những video và những hình ảnh kịch tính khi hành khách mắc kẹt trong tàu điện ngầm ngập nước, ô tô trôi dạt trên phố, người dân suýt bị lũ cuốn trôi, mưa xối xả trút xuống tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, làm vỡ bờ các con sông lớn và làm ngập lụt đường phố của hàng chục thành phố, trong đó có Trịnh Châu. Trận lụt bất ngờ khiến người dân mắc kẹt trong các trung tâm mua sắm, trường học và thậm chí cả tàu điện ngầm rơi vào tình thế nguy cấp. Đoạn video gây sốc về những hành khách mắc kẹt trong vùng nước sâu đến thắt lưng trên tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu đang gây sốc nặng trên mạng xã hội Trung Quốc. Trận mưa lớn kỷ lục gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, mất điện và thương vong cho dân thường. Các nhà chức trách đã nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Trận lũ lụt lớn khiến ít nhất 53 người chết, 18 người mất tích, hơn 100.000 người phải sơ tán trong số hơn 3,2 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh. Tân Hoa Xã đưa tin, 165 chuyến tàu cũng ngừng hoạt động trong nhà ga của thành phố Trịnh Châu, khiến một số lượng lớn hành khách bị mắc kẹt. Một nhân chứng nói với CCTV, mực nước dâng đến cằm chúng tôi, nước chảy xiết đến nỗi nó cuốn trôi mọi thứ một cách dễ dàng. Một số người phải đu bám và thanh vịn, trong đó có cả trẻ con. Nhân chứng cho biết thêm, thật kinh khủng, đáng sợ và mệt mỏi khi phải bám vào thanh vịn giữa lúc nước dâng cao. Nếu không bám chặt sẽ dễ dàng bị cuốn trôi, người này nói. Lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân tỉnh Hà Nam đã điều động hơn 160 nhân viên cứu hộ đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mang theo hơn 6.800 thiết bị cứu hộ, bao gồm cả thuyền bơm hơi. Một đoạn video khác cho thấy hàng loạt ô tô trôi nổi trên phố, trong khi người dân được nhìn thấy lội qua vùng nước sâu đến cằm ở một số nơi. Nhiều học sinh và giáo viên bị mắc kẹt trong một tòa nhà của trường học giữa lúc nước lũ dâng cao. Các nhà chức trách phải sử dụng hộp nhựa để sơ tán trẻ nhỏ, trong khi thuyền được đưa đến để giúp người lớn. Mưa lớn ở Trịnh Châu trong những ngày qua là lượng mưa chỉ một lần duy nhất trong 1.000 năm. Phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn các nhà khí tượng học cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ thị các cấp chính quyền phải ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện cẩn thận và nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.